Mình bắt đầu luôn mọi người nhá. Thì đầu tiên trong này thì mọi người thường thường tìm sở thích bằng cách nào? Mọi người thường thường nghĩ ra cái sở thích bằng cách như thế nào? Hay là mò, hay là tìm như thế nào? Phân tích vấn đề. Rồi có một người nói là phân tích vấn đề, phân tích từ sản phẩm. Thanh Trung là mò. Tức là làm mọi người thông thường thì làm sao mọi người nghĩ ra được cái sở thích ấy? Dựa vào sản phẩm trước, vào khách hàng, từ bản thân, target theo tuổi, thích nó thích là gì. Rồi thì mình sẽ nói lại luôn, trong này là có người biết có người không. Đầu tiên là như cái hôm qua mình nói là trong cái Facebook ấy nó cũng có gợi ý cái sở thích. Đây mình chỉ cho các bạn cái gợi ý của Facebook nhá. Thì đầu tiên mình nói là cái nào đâu để tìm ra cái sở thích này này. Đây thì đầu tiên là cái sở thích này. Đầu tiên mà các bạn muốn tìm ra cái sở thích á, đây, thì các bạn cái này nhớ không biết lấy ở chỗ nào. Đầu tiên là các bạn muốn tìm được cái sở thích ấy thì các bạn phải hiểu cái sản phẩm của mình bán cho ai là đầu tiên. Hiểu cái sản phẩm của mình là phân khúc như thế nào. À con quên, câu này mình viết cho mình nhầm. Đây là cái mẫu câu hỏi này mà mình gửi cho một cái khách hàng khi mà mình làm mà mình không 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 biết cái target của họ như thế nào, mình cũng không biết sản phẩm của họ luôn như thế nào. Thì mình sẽ đặt ra một số câu hỏi như thế này, tức là nó cũng tương tự áp dụng cho các bạn. Đầu tiên là cái face đối thủ của bạn là ai này, cái điểm mạnh của cửa hàng này, bên bạn này, về giá này, hay là về chất lượng này, hay là về mẫu mã này. Ba là về cái phân khúc giá này, bên bạn là gì này, mình là bán cho sinh viên này, hay là phân khúc cao cấp, hay là trung cấp, hay là phân khúc giá rẻ này. Đấy, hay là đấy, đối tượng chủ yếu là sinh viên hay người đi làm. Bạn bán ở khu vực nào, Hà Nội hay là muốn toàn quốc. Cái độ tuổi thường xuyên mua hàng bên bạn, các trang web, các diễn đàn bàn luận về sản phẩm mà mình tham khảo. Thì đây là cái mỹ phẩm Lucy mình mới làm, thì mình họ trả lời những câu hỏi như này. Thì các bạn làm, các bạn cũng phải trả lời tất cả những câu hỏi như này, là phải hiểu về sản phẩm của mình. Từ đó thì mình tiếp tục là hiểu khách hàng. Từ khi bạn trả lời những câu hỏi này xong này thì các bạn sẽ hiểu khách hàng của mình là ai. Đây là mình hình dung được, ví dụ như mình hình dung được cái độ tuổi này, mình hình dung được cái vị trí địa lý này, mình hình dung được các cái sở thích liên quan này. Thì đầu tiên là mình nói về cái sở thích, thì thông thường thì các bạn để ý là các bạn thấy xem nhá, thì các bạn để ý cái chỗ này này, khi các bạn chạy một cái quảng cáo á, đây đấy nhá, ví dụ cái màu quảng cáo này, nhà hàng này, các bạn sẽ ấn vào đây, các bạn sẽ thấy là tôi tại sao tôi nhìn thấy quảng cáo này nha. Thì các bạn sẽ thấy là cái tùy chọn quản lý quảng cáo ấy này đấy. Thì các bạn vào đây này, thì đây là những cái sở thích mà Facebook nó nghĩ là các bạn đang thích và nó sẽ liệt kê ra. Ví dụ mình công nghệ là nhiều này, mình có làm về cơ sở dữ liệu nên nó cũng có này, mình hôm bữa cũng xem về Photoshop nên nó cũng có này. Ví dụ mình một ai đấy mà target sở thích là Adobe Photoshop thì mình cũng có khả năng thấy đấy. Đây đấy, ôi để cho sinh này, sự sinh đẻ này là chắc là do mình làm cho khách hàng, chắc mình không quan tâm cái này lắm. Thì các bạn các sở thích này này thì Facebook nó giải thích luôn là cái sở thích này là do những cái trang mà mình đã like hoặc là những cái quảng cáo mà mình đã tương tác
mình đã nhấp. Nên là các bạn muốn tìm ra cái sở thích này đơn giản á, có một cách mà hiện tại mình cũng test thôi nhá, không đúng 100% đâu. Bây giờ các bạn muốn tìm ra cái sở thích á thì nó phải có xuất phát từ cái bản thân của các bạn. Thì làm như thế nào? Bây giờ các bạn thấy là đây là những cái sở thích này mà người ta nghĩ là Facebook là nghĩ là mình thích này. Ví dụ ai ta ghét phần mềm miễn phí là mình cũng thấy quảng cáo. Ví dụ khi mà mình làm một sản phẩm về mỹ phẩm chẳng hạn ấy, rồi mình đi like, mình tức là mình biến thành khách hàng của sản phẩm của mình ấy để mình xem, để mình được hiển thị cái quảng cáo của Facebook. Chính Facebook họ đề xuất cái quảng cáo đấy. Mình làm như thế nào? Mình đi like hết tất cả những cái trang về mỹ phẩm, về làm đẹp, về đối thủ, like đến khi nào mà Facebook nó hiển thị cái màu quảng cáo về mỹ phẩm cho mình. Thì để mình tắt cái mic đầu đồng của mình. Thì mình vào đấy và mình đầu tiên là mình chụp ảnh lại cái này này, các cái số cái này. Thì khi mình like như vậy thì mình xem cái số nào thay đổi, và mình vào đó mình xem là cái gì trong này nó thay đổi thì nó sẽ trồi ra cái sở thích của mình. Đấy, cờ bạc này, mình hay nghiên cứu về marketing, nó hiện lên là marketing này. Đấy, poster nghiên cứu này, web trẻ thơ thì chắc là do xem này. Cái wix.com, cái này là hôm bữa mình hướng dẫn cho các bạn về cái web tạo web trong 30 phút đấy, nên bây giờ nó cũng lên vào đây này. Đấy, đầu tiên là các bạn tìm hiểu từ chính cái bản thân mình, là từ những sở thích mà Facebook nghĩ là mình thích. Đấy, thì trong cái phần chỗ này thì mọi người có ý kiến gì không? Rất hay, không biết Thanh Trung là bạn nào nữa. Này. À, muốn hiện mục này á. Ô, cái này hướng dẫn rồi mà. À thôi, ai vào sau thì à đây thì được hướng dẫn lại một lần, cho không phải hướng dẫn từ đầu mà hướng dẫn lại một lần cho những ai vào sau nhá. Muốn vào chỗ này này, có hai cách. Cách đơn giản là các bạn vào đây này. Các bạn vào cài đặt này. Các bạn vào quảng cáo này. Đấy, các bạn vào quảng cáo dựa trên sở thích của tôi này. Các bạn vào chỉnh sửa này. Các bạn vào truy cập tùy chọn quảng cáo này. Đây. Đấy. Thì nó sẽ ra những cái mà thích. Đấy. Tức là Facebook nghĩ mình thích đấy. Nha các bạn nha. Đấy, mình dạo này thích đi du lịch nên là khả năng mà ai quảng cáo du lịch là dính hết. Nhà thì chưa mua được, Hawaii thì chưa đi được, nhưng mà nó nghỉ mình là thích Hawaii đấy. À, lên chọn cái nào trong một đống cái này thì là tham khảo thôi, cứ từ từ. À, mấy con số bên cạnh này tức là trong mục công nghệ này thì nó cho rằng là có 30 sở thích trong này này. Cái mọi người này nó nói là có 29 cái sở thích ở đây này. Cái đồ uống, đồ ăn uống chắc do là mình tham ăn nên là nó quất đồ uống tận 69 cái. Đồ ăn nhanh là mình khoái này, món nướng đặc sản dạo này đang làm mấy cái về đặc sản này nọ á. Nên là mình like những cái trang liên quan này nó cũng đề xuất. Nha. Rồi. Tiếp theo là cái phần này mọi người ok hết chưa? Ok hết thì chắc ok hết đi. Để có tinh thần qua phần tiếp theo. Quá hay, ông Thành Trung này nghi khen đều lắm, dạo này mà cứ nghe ai khen không linh lắm. Còn các cao thủ chui vào đây là thôi nha, cái này hôm nay là nói về cái vấn đề cơ bản cho mọi người này. Ô, này giờ có người hỏi là xem mục này rút ra được cái gì? Thì tí nữa mọi người nói cho các bạn đấy nhé, xem mục này rút ra được cái gì. À, lần đầu biết cái này à. À đấy rồi, tí bạn Thành Trung dạy cho bạn hay anh hay chị gì đấy thì gọi là bạn hết nhá. Mọi người thông cảm nhá. Rồi, mình tiếp theo là
về cái phần này. Dựa vào đâu để tìm ra cái sở thích? Thì là dựa vào người dùng Facebook thôi. Đầu tiên là dựa vào cái khách hàng cũ này. Đấy. Tiếp là khách hàng của đối thủ này. Đó. Khách hàng cũ thì làm như thế nào? Đơn giản o mà. Đây nhá. Đây cái sản phẩm này là bên đang chạy nhá. Lucy. Các bạn có mua sản phẩm Hàn Quốc thì qua ủng hộ cho Lucy nhá. Cái này là sản phẩm mình đang chạy cho họ. Đây, rất là tốt. Thì mình nói nghiên cứu trực tiếp đến cái Lucy này luôn cho các bạn nhá. Nhưng mà các bạn có, mình chả sợ là các bạn biết target các bạn cạnh tranh đâu, bởi vì là có cạnh tranh thì nó cũng khó, bởi vì là cái bản thân cái thằng Lucy này nó, cái fanpage nó rất là tốt, hơn nữa là cái nội dung nó làm rất là hay. Các bạn thấy nội dung này, mình lấy nội dung rất là hay này, giảm giá rất là hợp lý. Đấy, nó làm cho Lucy nó làm vỡ một cái nắp và cho nó nói là giảm 50 chai vỡ nắp, mà thực chất có một chai mình đang trêu các anh bên đấy là, hay là các anh có đập vỡ cái nắp không. Đây, giảm giá rất là hợp lý. Thì content viết là làm rất hay. Ví dụ mình sẽ quất lên hay là đây, ví dụ mình vào mấy bạn mình xem. Thì khi mà nhận dự án thì mình không dùng mỹ phẩm, thì mình cũng không biết được là cái dòng mỹ phẩm ấy nó như thế nào. Và như là hôm bữa cái buổi chia sẻ với mấy anh em ấy, thì mình có nói là mình khi mà mình làm bất cứ một sản phẩm mới á, thì mình cứ coi như là một tờ giấy trắng đi và mình nghiên cứu. Đấy, ví dụ bây giờ là mình sẽ có những khách hàng như thế này. Đấy, Hương Hờ này, một cô gái rất là xinh nhỉ mọi người nhỉ. À, các bạn vào đây nhá, các bạn vào xem thêm này, các bạn vào lượt thích này. Đấy, thì đầu tiên là các bạn thấy thích nó lo Lucy của bên mình này. Thì cái này các bạn lấy giấy bút ra và các bạn ghi hết mà các cái sở thích. Ví dụ bên mình đang làm về thời trang chẳng hạn, mình ghi hết các những cái trang mà về thời trang ở trong này nó có. Đấy, mà nó có tên 100.000 like. Bởi vì thường thường là trên 100.000 like thì có khả năng cao là đưa vào target được. Thì cứ bạn các bạn nói vậy thôi, còn cái đưa vào thì tí là mình sẽ giải thích sau là xem có cái nào đưa được cái nào không. Thì đầu tiên là các bạn vào đây, các bạn tìm, thứ nhất là tìm, ví dụ mình đang làm mỹ phẩm. Mình tìm tất cả những cái sản phẩm mà liên quan đến mỹ phẩm. Và những cái trang mà họ like mà trên 100.000 like. Đấy, một cái trang này này thì 170.000 người like này, ghi hết ở giấy. Đấy, mình nghiên cứu như vậy đấy. Đấy, cái này có khả năng đưa vào được này. Ôi chết rồi, hết thời gian rồi. Coi nó hết thời gian thì toi. Đây nha. Đấy, các bạn tìm hết những cái trang mà có trên 100.000 like thì tí nữa mình sẽ giải thích là đưa vào như thế nào, format này. Đấy, và đó là mình nói nha, tìm hai loại fanpage. Thứ nhất là loại fanpage mà liên quan đến mỹ phẩm, thứ hai là loại fanpage mà liên quan đến người dùng like mà nó có trên 100.000 like. Các bạn tìm hết cho mình trong cái đám này. Đấy, thế giới phụ nữ này 87 thì chưa đạt này. Đấy, các bạn tìm như vậy cho mình. Thông thường thì phần này thì theo thói quen của mình thì hay mình khi nào có một quyển sổ tay ấy mà mình ghi ra. Thì mình thường thường là nếu một sản phẩm mới thì mình ghi tầm khoảng được 20 cái sở thích gì đấy. Đấy, mình tìm hết cốc cà phê không ăn thua. Đấy, cái này 200 này khả năng là đưa vào được nhá. Thì các bạn nghiên cứu, mình lấy giấy bút ra, mình ghi hết một loạt như vậy cho mình. Đấy, Viettel Tenecom này, một lúc Mina gì này, 110 này, ghi vào hết một loạt ra.
Và theo cái kinh nghiệm của mình á thì 120.000 like này. Theo kinh nghiệm của mình á thì những cái trong những cái khách hàng mình thường thường mình nghiên cứu này này thì nó sẽ ra những cái điểm giống nhau. Giống nhau về những cái trang họ like, giống nhau về những cái sản phẩm. Giống có cái giống. Đấy, dụ cái này chửi thuê này. Nha. Trong khi mình nói thì mọi người đừng có chat nha, chat bởi vì mình không thấy đâu mà trả lời. Cứ tí nữa khi nào đến phần chat nhá thì mình sẽ nghiên cứu qua khách hàng cũ. Đấy. Các bạn rút ra được những cái sở thích. Đấy. Dụ cái thằng này là ví dụ như cái Lucy này sao nó mạnh thì tất cả những người đang like Lucy này. Yêu phim Mỹ. Về cái mỹ phẩm thì có cái trang gì nhỉ? Trang gì mà mình không nhớ đó mà nó rất là nhiều người like nhá, 25.000 người rồi. Ok rồi, đấy thì mình sẽ phân tích một loạt như vậy thì các bạn sẽ ghi ra tầm được khoảng 20 cái trang, 20 cái sở thích như vậy các bạn ghi được. Thì tí nữa mình sẽ giải thích con này nó khóa không cho mình xem cái like rồi nha. Thì cái chỗ này này mình nói mọi người này, khi mà mọi người ghi ra được tầm khoảng 20 cái sở thích ấy thì nó ở đây sở thích. Thì khi mọi người ghi ra tầm được khoảng 20 cái sở thích ấy thì nó sẽ có gọi là có cái mà đưa vào cái phần mà gọi là đưa cái phần gọi là mình hay đánh sở thích ấy, có cái đưa được cái đưa không tùy cái. Thông thường thì trên 100.000 like là đưa được nhưng mà có cái thì không đưa được, Facebook bảo thì nó chưa cập nhật mình cũng không đề xuất được. Thì các bạn sẽ thấy là cái sở thích ấy nó có hai loại sở thích. Thứ nhất là đây nhá, là sở thích Facebook nó đề xuất. Thích Facebook đề xuất đây bạn xem. Các bạn biết cái sở thích Facebook đề xuất không nhỉ? Đây. Mình vào đại một cái doanh nghiệp cho các bạn xem nhé. Ví dụ mình vào cái trang này đi để mình giải thích cho các bạn thôi. Cái này là bên tài khoản cho thuê của bên mình. Thỉnh thoảng bên mình vẫn hay lỗi nó không vào cái trình quảng cáo. Đây như cái cơ. Đây thì thông thường thì mọi người hay hay là cái sở thích này đúng không? Mọi người để ý đây cái sở thích này. Đây đúng không? Sở thích ạ, của Facebook ạ, thì các bạn sẽ thấy là có hai loại sở thích. Thứ nhất là cái loại mà nó đề xuất đây này, Facebook nó đề xuất được này. Đấy. Thì cái loại sở thích này ạ thì nó rất là nát bởi vì là hầu như là ai cũng biết rồi. Đấy, đây là gọi là cái sở thích mà Facebook nó duyệt đấy, tức là mình gọi là sở thích mà Facebook nó đề xuất đấy.
Còn cái loại sở thích tiếp theo là cái loại sở thích mình có thể gõ vào được. Thì trong cái đám 20 cái đám kia thì có cái loại gõ vào được. Ví dụ mỹ phẩm thì mình hay chọn cái thằng này. Đây, trang make up này chẳng hạn. Đấy, thì đây gọi là cái sở thích bổ sung. Thì mình phải, nhiệm vụ của mình là, theo mình nghĩ là nên tìm những cái sở thích bổ sung này, nó đỡ nát hơn. Và cái sở thích bổ sung này có hai loại sở thích bổ sung. Mình thường cái loại phân ra đây, đây là sở thích đề xuất nhá. Đây sở thích bổ sung này. Mọi người để ý là sở thích bổ sung thì nó sẽ có hai loại, tức là thứ nhất là loại trực tiếp và thứ hai là loại gián tiếp. Ví dụ trực tiếp là như thế nào? Trực tiếp ở đây là ví dụ các bạn thấy trực tiếp là ví dụ mình làm mỹ phẩm chẳng hạn, thì mình target vào những cái ví dụ như là mỹ phẩm xách tay, mỹ phẩm beo, rồi mỹ phẩm này nọ. Ví dụ đây, mình nói đây ví dụ luôn. Đấy. Đấy. Thì những cái này là một sở thích bổ sung thôi, nhưng mà nó sẽ liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Đấy. Khi mà các bạn gõ đúng hướng ấy thì nó sẽ tự Facebook nó tự đề xuất những cái sở thích tương tự trong cái đám này cho các bạn. Nhưng mà lưu ý là mình không nhập tất cả vào nhá. Mình nhập chỉ từ 3 đến 5 sở thích thôi. Bởi vì là hôm bữa như bên kia người ta hỏi là tại sao mà không nhập nhiều. Vì các bạn biết là Facebook, như mình quảng cáo Facebook á, Facebook rất là rộng và không phải là cái người nào cũng là khách hàng tiềm năng của mình. Thì ví dụ như trong cái đám này nè, ví dụ mình nói trong cái đám này chẳng hạn, thì là mình chạy rất là tốt, nhưng mình cũng sẽ có những cái mà nó không tốt, nó phí tiền. Và bây giờ nhân càng nhân ra thì tệp nó càng rộng. Đây, mình chưa nói là những cái loại từ thu hẹp thì tạm thời hôm nay kỹ thuật mình không nói, mình chỉ hiểu nói về các bạn cái sở thích này thôi. Đấy, thì những cái sở thích này gọi là sở thích trực tiếp, nó liên quan trực tiếp đến sản phẩm luôn. Và cái sở thích này á thì nó cũng khá là nhiều, mà các bạn phải tự phải gõ ra và tìm. Thì cái sở thích này lấy ở đâu ra này? Thì các bạn từ cái lúc này mà mình nói các bạn nghiên cứu một loạt những cái khách hàng cũ ấy, thì mọi người sẽ tìm ra được những cái sở thích này, hoặc là các bạn phải tự tư duy ra. Đấy, cái này mình có hỏi khách hàng lần đầu tiên là lấy đi tìm những cái diễn đàn liên quan này chẳng hạn. Thực chất là mình tìm, mình xem để mình đưa ra những sở thích này. Thì những cái sở thích này sở thích trực tiếp. Và có loại sở thích thứ hai là sở thích gọi là sở thích gián tiếp, tức nó không liên quan đến trực tiếp đến sản phẩm. Ví dụ như là các bạn thấy một cái trang cộng đồng ở đấy mà chuyên chia sẻ về make up, thì gọi có thể là gọi đó là một cái sở thích gián tiếp. Hoặc là một cái trang, hôm bữa mình có target về một số trang xem phim này nọ, thì mình có nghĩ đơn giản là bởi vì có thể các bạn xem phim thì hay trang điểm đẹp và mình target cùng bán cùng được. Đấy, thì thông thường cái phần này mà mình làm test quảng cáo ấy, thì mình sẽ làm đưa ra ba cái loại sở thích như thế này, ba cái nhóm loại, ba cái nhóm quảng cáo như thế này. Đầu tiên á là cái nhóm để anh tắt hết mic. Mọi người tự tắt hết mic của mình đấy. Có cái mic đấy. Bởi vì anh tắt một loạt có người mới vào nó nhảy. Khổ vậy. Số khổ. Trước sướng sau cái gì, chả thấy sướng cái gì cả. Lê 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 nào, còn ai vào nữa không ạ? À, nó tự quay video này. Chào bọn mày, tao có cần đâu. Rồi, ok. 23 người rồi, chắc là không ai vào lại nữa đâu.
Thì cái phần mình nói mọi người có khó hiểu không? Thì cái chỗ mà sở thích đề xuất và sở thích bổ sung đấy. Hiểu đúng không? Rồi mọi người quất hết chưa nào? Hiểu hết thì để nói tiếp. Mình có 30 phút nữa thôi. Khả năng nói trong vòng 30 phút thôi. Chạy nhanh không được nhé. Chờ tí chờ tí. Chờ mấy ông bị nhảy ra ông tí lại chửi anh, chả được cái gì, tất cả việc bị chửi đấy. Đang nói 30 phút nữa là xong mà. Hết, mới có 8 phút. Nha thôi, bắt đầu nha, chờ 2 phút nữa đi. 9 giờ 10 cho nó đẹp. 2 phút, 2 phút. Cho mọi người cơ hội. Thêm 2 phút nữa vào đây nhảy vào chém gió. Trong này có mấy cô con gái nhưng mà chắc có chồng hết rồi. Có bạn Thu Hà bảo là chưa có chồng nhưng mà có con rồi nên mọi người không có cơ hội đâu, hết cơ hội. Ôi, người yêu bây giờ toàn lớp 5, lớp 6 mẫu giáo là có người yêu hết rồi, bây giờ còn hỏi có người yêu chưa nữa. Anh Mạnh Tường này bảo có Lan Anh nào. Tư vấn tâm sự à? Anh còn ế dài cổ đây tâm sự cho ai. Hôm kể cho mọi người một chuyện thế này. À đúng rồi, trong năm này có bạn Hưng 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 Béo này này. Là chắc người quen của Hưng, là giới thiệu qua bên anh làm chạy quảng cáo. Vậy là nó hỏi anh ở cái chỗ anh ở, nó ngay ở trên một cái quán cà phê mà. Nó là hỏi anh làm gì ở đấy, nó bảo anh làm tạp vụ ở đấy. Nó về nó tin, nó bảo lại anh Hưng là cái ông ấy làm tập vụ mà nó không tin tưởng khả năng là biết mai có dám chạy qua nói chuyện được không. Hưng cũng bảo em giờ mới biết là anh làm tập vụ, hỏi anh chưa có việc à, để em giới thiệu cho anh Hưng nha. Hưng nghe giới thiệu anh nha, trong này có Hưng nha, mai giới thiệu cho anh nha. Anh cũng bảo cười dã man vậy, để tắt hết mic tiêu này. Mọi người chạy hết bây giờ thôi, để mình không biết ai cười được nữa, để anh kiểm tra xem ai đang còn bật mic mà. Tắt hết rồi. Rồi nhanh tay tắt rồi, thôi này, anh tắt vậy rồi. Ok, mình tiếp tục cái chỗ này. Thu Hà chắc chắc có lẽ vậy, giọng cười mà quyến rũ thế kia, chỉ có tên Thu Hà mới đẹp vậy thôi. À, hơi bị thích rồi. Thôi mấy anh chị tán nhau rồi ra ra ngoài nha. Thì nói tiếp cái chỗ phần cái sở thích này, thì nó có hai loại sở thích, là sở thích mình nói lại một đoạn, đó là sở thích bổ sung và sở thích đề xuất. Thì cái sở thích bổ sung này, cái sở thích đề xuất này này, nó rất là hay bị nát. Thì trong trường hợp thì thông thường mình ví dụ có thể là giá rẻ thì mình có thể là cửa hàng giảm giá này nọ thì nó nhiều. Cái đó thì mọi người có thể tự vào đấy mà tìm, mình chả nói gì thêm về cái sở thích đề xuất này cả. Mình chỉ nói về cái sở thích bổ sung này thôi. Thì cái sở thích bổ sung này này thì nó được, ví dụ được một cái trang, thứ nhất là có hai nguồn, theo ý kiến cá nhân của mình nhé, hai nguồn.
Thứ nhất là một nguồn là những cái trang mà fanpage ấy mà nó rất là lớn. Thông thường thì hôm bữa mình có hỏi Facebook thì Facebook bảo là tầm trên 100.000 like thì nó sẽ đưa được vào cái mục sở thích này cho mọi người sử dụng. Đó, thứ nhất. Và có những cái trang thì trên 100.000 like thì cũng không thể đưa vào được. Và cũng có người hỏi mình là ví dụ anh ơi em target cái sở thích là web trẻ thơ chẳng hạn thì được bao nhiêu phần trăm những người mà like web trẻ thơ, thì em thấy thì cái này thì nó cũng có hai trường phái mà nói mình không dám chắc lắm, mà không bởi vì mình cái đó mình bản chất là không dám chắc mà test cũng chưa được nhiều, bởi vì test thì cũng không để ý là không biết là bọn khách nó phải là người like đang đấy hay không. Thì có qua hỏi một số anh em bạn bè mà cùng làm về quảng cáo Facebook, mấy ông anh chuyên gia thì mấy ông bảo là được 80% cái lượng người khi mà sở thích là vào một cái trang cụ thể. Thì cái đó là mọi người tham khảo nhé, bởi vì nó không chắc chắn gì cả, bởi vì là cái thuật toán của Facebook thì nó rất là lằng nhằng, cái chỗ đấy nó không rõ ràng. Mình có hỏi một số bạn mà tham gia những cái khóa mà đào tạo của Facebook luôn đấy ở Việt Nam, là hôm qua anh Huy và anh với Hùng Cường ấy, thì họ bảo là cái thuật toán nó không rõ ràng cái chỗ đấy. Đúng rồi, Trần Minh Hoàng nói là tương đối thôi, thì mình cũng không không mình cũng không dám chắc cái chỗ này, đó là mình nghe vậy thôi chứ mình target thì mình không để ý mình kiểm tra. Thì mọi người nên tìm những cái sở thích bổ sung. Cái sở thích bổ sung ấy thì mình có thể giải thích như thế này, khi mà các bạn đi, nó đơn giản nhá, là các bạn đi ra chợ bán rau ấy thì cái sở thích các bạn target trực tiếp ấy là các bạn sở thích đến những người thích ăn rau rau xanh, những người thích rau, những người thích trồng rau này nọ ấy. Còn ví dụ là loại rau trực tiếp là rau thì là, thì cái sở thích gián tiếp là như thế nào? Gián tiếp các bạn nghĩ đơn giản thôi nha, rau thì là thì nó phải nấu với cá đồng thôi, mình không target rau nữa, mình target vào những người mà thích ăn cá đồng đấy, thì có khả năng là họ mua rau thì là cho mình. Đó là cái sở thích gián tiếp. Thì trong cái sở thích này này, cái sở thích trực tiếp và gián tiếp và sở thích bổ sung này này, thì các bạn chỉ như lúc này các mình bảo các bạn nghiên cứu từ khách hàng cũ ấy, hoặc là các bạn vào những cái fanpage của đối thủ, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn lấy giấy bút ra và các bạn sẽ ghi một list tầm được khoảng, mình ghi nhớ mình khi khoảng 20 cái tất cả những cái sở thích ấy vào. Sau đó là mình đưa lại nhập vào trong quy trình quảng cáo, mình nhập thử có được không, thì rất là nhiều sở thích là mình nhập được đấy. Và cái này thì nó khó nói, bởi vì nó phải thiên về cái suy luận một chút, bởi vì là em đơn giản các bạn làm mỹ phẩm vậy thì mình có thể kiếm những cái trang mà chia sẻ về mỹ phẩm này, những cái trang mà chăm sóc sức khỏe này, những cái trang mà làm đẹp làm tóc thì nó cũng liên quan đến mỹ phẩm. Và mình chạy hiện tại mà một số sản phẩm mình thử thì những cái sở thích mà liên quan chạy nó còn tốt hơn là cái sở thích trực tiếp nữa cơ đấy. Rồi thì về cái target này á, nó còn có cái hành vi này nữa. Cái sở thích này thì mọi người có nó hơi tưởng tượng nhé, bởi vì nó từng sản phẩm mà đưa ra sở thích là hơi hơi khó, bởi vì là như lúc này mình có nói là cái sở thích nó liên quan đến phân khúc sản phẩm về tiền nữa. Thì các bạn cái này có ai hỏi là mình là làm sao mà đến với chủ doanh nghiệp, thì ví dụ mình phải suy luận như thế này, chủ doanh nghiệp thì họ là người có tiền, ví dụ mình đây là suy nghĩ cá nhân nhé, thì có tiền thì thế nào, họ thích đọc những cái blog về doanh nhân này, mình có thể tìm những sở thích, những cái trang mà chuyên về nói chuyện làm ăn, chuyện về doanh nhân này. Rồi cái sở thích có thể là chơi golf này, có tiền mới chơi golf, mới chơi tennis được chứ, mình nghèo như mình thì là gì mà chơi golf với tennis đấy. Nó phải suy luận như vậy chứ không có một cái nào gọi là chính xác cho các bạn 100% cả. Nên là nhiều khi các bạn cứ hỏi anh ơi target như thế nào, anh ơi target như thế nào, target như thế nào, thì kể cả bản thân mình vào làm thì mình phải làm thực tế. Thực tế thì mình sẽ đưa đưa ra những cái mình nghiên cứu, nên dò sở thích số lượng bao nhiêu người vậy anh? Sở thích cái này anh nói là trên 100.000 người thì mới được đưa vào cái sở thích đấy. Càng nhiều thì càng tốt. À, càng nhiều càng tốt luôn. 20 người mà thích thì nghiên cứu, có thời gian thì nghiên cứu khoảng 50 người cũng được.
Tức là giống như các bạn làm một cái bảng khảo sát đấy, thì càng nhiều người thì càng tốt thôi. Đấy, đó là cái vấn đề. Còn sở thích thì là nó sẽ nên là các bạn để ý là có những người chạy quảng cáo tốt và có những người chạy quảng cáo không tốt, thì nó liên quan đến gọi là cái tư duy target. Thì có những cái sở thích bổ sung thì mình có thể tìm đến Google, ví dụ như là những cái diễn đàn như là ô tô fan về ô tô, hay là những cái ví dụ hàng lốp dành cho ô tô đấy. Thì ví dụ như mình không làm thì mình cũng không thể tìm được, thì các bạn phải lên Google, các bạn gõ các từ khóa về ô tô này, thì các bạn có thể là tìm các diễn đàn về ô tô này. Ví dụ mình làm về cây cảnh chẳng hạn, thì lúc đầu ví dụ hiện tại mình có một dự án là cái cây ăn thịt chẳng hạn, thì lúc đầu mình chả hiểu về cây, thì mình phải lên diễn đàn, các diễn đàn mình tìm hiểu về các diễn đàn về cây cối, rồi mình hiểu cây ăn thịt là thuộc họ gì, mình có thể đánh tiếng Anh như thế nào, rồi thường thường cây ăn thịt thì người ta hay chơi với cây gì. Tất cả cái đó là mình phải tự tìm hiểu hết. Thì có thể là các bạn phải hỏi người bán, nhưng bây giờ ở đây là các bạn, chính các bạn là những người bán rồi, thì các bạn phải đi suy luận ra như vậy, chứ không phải là có những cái sở thích mà đưa đưa ra cho các bạn được cả. Mà bây giờ ví dụ mình đưa cho sở thích cho các bạn thì được một thời gian thì nó cũng sẽ nát, bởi vì là khi kể cả như bây giờ có những cái sản phẩm mình chạy ngân sách lớn ấy, thì mình còn đang lo chuyện là nó hết tệp khách hàng sở thích, bởi vì ngày chạy vài triệu là nó hết nhanh o mà, nên là thì nó hết tệp nhưng mà vẫn có cái thời gian cái người online, thì cái vấn đề đó thì các bạn nói chung hết tệp thì mình phải đi tệp khác, khi mà nát rồi mình không thấy không thấy có phản hồi khách hàng, hoặc là tần suất nó lặp nó quá nhiều rồi thì mình cũng phải chuyển sang. Thì trong cái sở thích này thì mọi người có thắc mắc cái gì chỗ này không? Còn sở thích chính xác cho một sản phẩm là mình không không thể nói được đâu, mà mình chỉ hướng dẫn các bạn tư duy thôi. Đấy, cho mọi người thời gian hỏi, bởi vì mình không có nhiều thời gian, đây 21 giờ 19 Alo rồi, mình có 30 phút. alo anh Em ơi, ơi, em chat đi đừng có nói, bởi vì để mọi người nữa. ok. Tắt hết mic đi. Được em ạ. Cái gõ từ của khách cái này anh có nói rồi, là ví dụ trong 20 cái đó thì cũng ghi vào được một số cái, có cái được có cái không, nhưng mà rất là nhiều cái ghi được. Và có những cái sở thích ấy là anh chưa từng nghĩ ra, nhưng mà sau khi mình phân tích thì mình vẫn vẫn ra cái đấy và mình ghi được, mình ghi vào và rất là hiệu quả. Thì cái này cái phần 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 có nhé, có những sản phẩm mình dùng thu hẹp nhé, nếu rét hết tệp thì cái này là mình mở rộng nhé, bởi vì là ví dụ anh chỉ để một lần, anh chỉ để tầm từ 3 đến 5 cái sở thích thôi. Ví dụ anh làm cái sở thích gián tiếp chẳng hạn, thì anh làm về báo chí thì anh có thể là về con gái có phụ nữ Today rồi là Eva mấy cái đấy, thì anh thấy cái hướng báo chí nó được thì anh lại mở rộng nó ra, làm sao target được khách hàng là người bán hàng trên Facebook. Thì cái này thì các bạn có thể là target những người mà có cái quản trị fanpage đấy, thì rất là nhiều là bán hàng lên Facebook. Đó là mình nghĩ ý kiến cá nhân nha, còn các bạn muốn làm thì còn đừng có hỏi trực tiếp, hỏi 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 cụ thể như thế này: số lượng tiếp cận tiềm năng tầm bao nhiêu, là sao tiềm năng á? Có bạn Lan Anh nào có cam à? Mọi người tinh mắt vậy có thấy đâu, ít quá hay rộng quá thì quan trọng là số tiền đấy, số lượng nhiều thì tốn nhiều tiền. Trần Minh Hoàng nói chính xác là tiền thôi, tiền càng nhiều thì tệp càng lớn càng sướng, mà không có tiền thì phải chạy tệp nhỏ thôi, hoặc là khi mình target sâu thì nó tệp nó nhỏ lại. Nên chạy tệp rộng hay không á? Tệp nhỏ thì giá quảng cáo có cao nhiều. Ví dụ các bạn chạy mà nó lọc độ tuổi xong nó chạy quanh khu vực mà từ 5 đến 10 cái số thì tệp mà tầm khoảng vài ngàn thì chạy nó đắt lắm. Cùng tùy, cùng cùng phải thử.
Thôi mình nói về cái cơ bản thôi, còn không không đi sâu vào từng sản phẩm của các bạn đâu. Mình dạy các bạn cái có thể là gọi là cái cách làm và cái tư duy để nó ra cái vấn đề đấy thôi. Chứ còn tệp nhỏ hay là rộng, nhỏ mà chất thì cũng được, mà rộng mà chất thì cũng được. Các bạn phải hiểu cái bản chất của vấn đề là cái tệp là giống như là một cái tệp khách hàng thôi mà. Mà các bạn cứ hiểu đơn giản cái Facebook của mình như một cái chợ vậy á. Chợ nhỏ hay to, nhưng mà chợ nhỏ thì mình có thể quảng cáo ít tiền mình quảng cáo hết được. Mà chợ to nếu khách hàng nó tiềm năng ấy thì mình có thể gọi như mình phát tờ rơi đến được hết tất cả cũng được. Mình cứ Facebook nó, các bạn cứ nghĩ nó, mình phải hiểu cái bản chất của vấn đề. Rồi bỏ gì? Test á, test cũng tùy. Muốn test thì chọn rệp rộng, thì anh nói tệp rộng hay hẹp là tùy tiền, tùy cái số tiền nhé. Về giá cao có cách để giảm hay không? Giá cao là nó về phần tối ưu quảng cáo rồi. Giá chạy nó là phần về phần tối ưu quảng cáo rồi thôi, cái đó để hôm sau nói. Bây giờ hôm nay chỉ muốn nói cho mọi người hiểu cách để mọi người tìm ra cái sở thích và các bạn test được thôi. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ nói qua cái hành vi nhé. Mọi người ok hết chưa? Qua hành vi nhé, còn mình không đi sâu vào từng sản phẩm của ai, mình chỉ dạy hướng dẫn các bạn gọi là cái cách làm thôi. Chứ các bạn đừng có hỏi mình là sản phẩm em thế này thế nọ, mình không có thời gian mà đi làm cho từng người như vậy được. Các bạn phải hiểu bản chất và theo cái hướng dẫn mình làm. Ngày mai các bạn làm đi. Rồi mình không có nhiều này, 24 phút rồi không có thời gian đâu. Thì về cái chỗ cái hành vi nhá, thì mọi người để ý này. Cái hành vi này này. Đấy. Thì hành vi này là thường thường thì mình hay sử dụng nhất là cái thiết bị di động này này. Thì mọi người đừng có target, là target tất cả như thế này. Nó sai tuét ấy. Chỉ mình dùng cái gì thì mình target cái đó thôi. Ví dụ như là đợt trước mình có bán ở Hải Phòng để mình bán cái thẻ nhớ ấy. Thì mình có thể target là những người sử dụng, đây là những người sử dụng thiết bị nhá. Cái sở thích á nó là gọi là có liên quan, còn cái hành vi này này là chắc chắn là đúng y luôn. Ví dụ bây giờ target là chủ sở hữu điện thoại iPhone 5 ấy, thì khi mà mình sử dụng iPhone 5 hay iPhone 6 ấy, hay là cái kết nối hay cái hệ điều hành ấy, thì không phải là mình khai báo và Facebook nó sẽ đẩy lên cái thông tin người dùng và mình có thể sử dụng cái này được. Thì thông thường thì mọi người hay sử dụng thiết bị điện thoại di động thông minh như này. Thì thông thường mình thấy có mấy bạn thường target cứ bảo là chủ sở điện thoại thông minh thì có tiền hoặc là mới hiển thị được. Không, bây giờ điện thoại đa số là toàn điện thoại thông minh hết cả rồi. Điện thoại thông minh bây giờ nó còn rẻ bèo à. Triệu là có rồi nên là không đúng. Chẳng qua ví dụ các bạn bán sản phẩm về các như là về cái liên quan đến điện thoại ấy, về các ốp lưng ấy. Ốp lưng thì mình có thể gõ theo cái sản phẩm là iPhone 5 hay iPhone 6 được ở đây hết. Đấy. Đấy. Nó có sở thích này. Và các bạn, đây là sở thích là những người thích iPhone nha, còn hành vi này là những người truy cập internet của iPhone, là mọi người nhìn để ý này, cái hành vi là chắc chắn là họ phải sử dụng iPhone 5 để truy cập internet. Và Facebook nó biết điều đó. Còn bây giờ hỏi làm sao mà Facebook biết điều đó thì cũng hơi khó, hơi đánh đố nhau. Đó là cái thuật toán của Facebook. Thì hành vi thì cái hành vi này thường thường thì mình có thứ nhất là sử dụng cái này, hoặc là các bạn có hay sử dụng cái đi du lịch này nọ ấy. Còn cái hành vi này thì mình ít dùng, mình chỉ có ngoại kiều, thì có một số bạn quảng cáo ngoại kiều thôi. Mùa sự kiện thì mình chả bao giờ dùng bởi vì mình chưa quảng cáo đến loại này bao giờ. Thì mình có hay dùng cái hoạt động số này này, là một này. Ở đây là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ này này, hoặc là những người mà có tài khoản thanh toán Facebook này này. Thanh Trung có hỏi là những cái người ấy này, thì hầu hết là chủ shop thì có cái tài khoản này này. Đấy. Hệ điều hành sử dụng này, có bạn là chọn hết tất cả hệ điều hành này luôn. Không, cái này là phù hợp gì. Ví dụ thông thường thì ví dụ có thể là các bạn có thể suy nghĩ thôi, suy luận. Ví dụ những người dùng Mac OS thì là những người có tiền chẳng hạn.
đấy, thì cái sản phẩm ở phân khúc cao cấp thì các bạn có thể là target bắt buộc là họ phải dùng Mac OS, thì khả năng là họ có tiền, hoặc là những người sử dụng cái iPhone thì họ hoặc là những máy Mac á, thường thường họ là dân thiết kế hoặc là họ những có gu riêng. Cái này nó không có một cái đáp số nào chung thì mọi người phải suy luận, mình hướng dẫn mọi người là tránh những cái mà nó sai ra thôi nhá. Đấy, còn cái này thì mình chả dùng bao giờ đấy, thì về cái hành vi thì nó chỉ có vậy đấy. Cái du lịch này thì mình tùy, mình có thể là dùng bán vé máy bay này chẳng hạn này. Các bạn cái này thì khả năng là các bạn tự suy luận được cái chỗ này đi vào và đi ra thôi, chả có gì hết nhá. Thôi mình qua cái chỗ hành vi này nhá. Đấy, thì còn cái chỗ nhân khẩu học này này, thì thông thường ở Việt Nam thì nó khai báo nó hơi hơi đúng cái chỗ hành vi học vấn, bởi vì có thể là ví dụ sản phẩm cao cấp thì thông thường thì những người mà có học vấn cao ấy lên thì họ dễ mua hơn, nhưng mà nó không đúng lắm. Vì đợt trước mình target đại học ấy toàn là đại học bôn ba vào đây thì nó rách việc đấy. Thì mình cút cái này. Cái này thì các bạn có hai nguyên tắc hôm bữa mình có nói với các bạn ở trong cái sở thích và cái hành vi đấy, các bạn không biết thì đừng có target, để rộng là còn hơn. Thứ hai là không được target trùng nhau. Thì như cái bạn nào hỏi đây mình là mỗi sản phẩm có một sở thích thì làm sao giống nhau được. Ví dụ em thích iPhone chẳng hạn thì cả ngàn người khác thích iPhone, không phải mình em, mà khi mà một sở thích là iPhone chẳng hạn thì cũng rất là nhiều người khác thích cái sở thích khác liên quan nữa, chứ không phải là một cái sở thích ấy chỉ bán được một sản phẩm. Một sở thích ví dụ anh nói về cái trang make up này chẳng hạn, là nó một cái trang nó về làm đẹp chẳng hạn, thì có thể là bán son, bán phấn, bán quần áo, bán giày dép, rồi bán buộc tóc, rồi bán đủ các thể loại trên đời. Nó cái tệp nó tận 492 ngàn người cơ mà, làm gì cho hết. Còn về cái độ tuổi này nhá, mình lưu ý mọi người là đừng có để độ tuổi rộng nhá. Thông thường mình chỉ để tầm từ 3 đến 5 tuổi thôi, không quá lắm thì để 5 tuổi, khoảng 5 tuổi thôi. Thì cái này là nó tùy sản phẩm, thì nó như thế này, ví dụ một sản phẩm mà bán được cái độ tuổi nó dao động nó rộng ấy thì mình không phải cần chia nhỏ, chẳng qua ngân sách ít thì phải chia để test thôi. Còn các bạn mình thấy là nhiều người ta ghét từ 18 đến 40 luôn, thì các bạn hiểu thế này, khi mà mình chạy quảng cáo Facebook ấy thì không phải là mình sẽ chạy giải tràn đều từ 18 đến 40 đâu. Nó chỉ ngày đầu tiên có thể nó chỉ chạy đủ tiền chạy từ 18 đến 20 thôi, ngày mai là từ 20 đến 22, ngày kia nó từ 23 25 như vậy. Thì vô tình chung là các bạn nếu mà không có tiền ấy, chạy ngân sách ít ấy, thì nó không đến cái tệp tiềm năng được. Và các bạn cái độ tuổi nó các bạn suy ra như thế này nhá, ví dụ một cô gái 18 tuổi ạ, nói cái gì nó cũng nghe hết ạ, nhưng mà lên 25 tuổi đó nói cái nó lắc đầu liền, nó biết liền. Thì khách hàng nó cũng vậy, tức là cái độ tuổi chênh lệch ấy thì mình phải làm cái content nó khác nhau, cách viết nó cũng khác nhau. Nên là mọi người không thể quy chụp tầm khoảng chục tuổi vào đấy, bởi vì cách nhau giữa chục tuổi á là cái mua cái tương tác khi mua hàng nó là khác nhau hoàn toàn rồi. Nên mọi người cái để ý cái tuổi đấy. Thì còn cái vị trí hiển thị quảng cáo này thì mình theo thói quen người dùng thôi. Ví dụ mình bán cái sản phẩm là cho dân văn phòng chẳng hạn thì có thể họ hay ngồi máy tính, con trai thì có thể là hay ngồi máy tính, con gái thì lại thích thiết bị di động. Thì cái này cũng là phân tích từ những cái fanpage của mình ra, phân tích từ thói quen khách hàng. Các bạn chạy quảng cáo sau các bạn đọc kết quả thử xem là cái vị trí nào nó được nhiều người comment, bởi vì hoàn toàn các bạn đọc hết, nhưng mà hôm nay thì chắc là mình không nói hết cái đấy được. Còn yếu tố kỹ thuật ấy là thì nó chẳng qua là bởi vì nhiều cái nó bất khả kháng lắm. Ví dụ các bạn tạo hai chiến dịch hoàn toàn giống nhau á, thì mình có trường hợp là hai mình muốn chạy cho nó nhanh á, mình nhân hai chiến dịch luôn, thì có trường hợp là hai cái chiến dịch ấy giá khác nhau và hiệu quả khác nhau, cho dù là chung target chung này nọ thôi, đôi khi nó cái thời gian mà nó chạy chênh lệch khác nhau một chút thôi thì giá nó đã hoàn toàn khác nhau nha mọi người nha. Thì hôm nay mình chỉ nói được đến đây thôi, bởi vì cái thời gian mình cũng không không cái này nó chuẩn bị nó tắt rồi. Thì mình muốn mọi người là hiểu, đầu tiên là hiểu cái dựa vào đâu tìm ra sở thích, đó là các bạn dựa vào người sử dụng Facebook. Công cụ Facebook thì Audience Insight thì nó hơi tưởng tượng các bạn khó làm, nhưng mà dựa vào người sử dụng thì các bạn dễ làm hơn. Sau đó là các bạn phân tích ra, các bạn lấy giấy bút ra, ghi các sở thích ra, phân loại các sở thích ấy ra, phân loại thành là sở thích trực tiếp, gián tiếp,
Đấy, sau đó là các bạn chia nhỏ ra để các bạn test. Thì sau khi test thì họ chắc là cái test quảng cáo thì để một hôm nào mình rảnh ngửa thì mình sẽ nói với các bạn về cái vấn đề test quảng cáo sau luôn. Mình bận lắm, hôm nay là có một người học rồi, họ không học rồi rồi mình nghỉ rồi, mình chỉ cho các bạn thôi, chứ còn bình thường thì lịch mình nó kín 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 tuần. Thôi mấy mấy cái đó thì chắc để bữa sau, cái nick Facebook này thì để hôm 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 sau. Có ai nói về cái vấn đề này luôn không cái này? Nhá, thì mọi người cứ làm đi, sau đó là có phản hồi kết quả gì thì cứ đẩy lên nhóm một này. Thì nhân tiện đây mình cũng có quảng cáo một chút nhá. Thì bên mình hiện tại là có dịch vụ cho thuê tài khoản là một dịch vụ chạy quảng cáo. Các dịch vụ tăng like, tăng check in thì mình cũng có. Và hiện tại thì ngày mai thì bên mình có một cái khóa học Facebook online. Thì do là hai người nghỉ ốm, bởi vì mình chỉ dạy tầm từ 5 6 người thôi. Thì có hai người nghỉ ốm thì khả năng là còn thừa 2 suất. Thì ai học thì inbox mình. Ngày mai mình sẽ mời cái bạn là Trần Hùng Cường ấy, cái bạn mà hôm qua nó chuyên về nội dung ấy. Bởi vì là mình nghĩ là cái nội dung mà tốt thì các bạn làm gì cũng tốt, thì mình có mời một cái bạn là chuyên về nội dung. Còn hai người thôi, bởi vì là mình không muốn chạy đông, chạy đông thì nó chả hiệu quả, định chạy đông nhưng mà không không đông được. Thì chúc mọi người làm target tốt nhá, thì có gì về trao đổi với target thì các bạn có thể đẩy lên 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 nhóm để mình trao đổi thêm. Còn cái test quảng cáo thì chắc là hẹn một buổi nữa, khả năng là mình cũng cố gắng muốn một tuần chia sẻ các bạn một lần nhưng mà mình không có thời gian. Thì chủ nhật thì không biết mọi người có hứng thú với không, nhưng bây giờ mình chỉ còn rảnh nữa là chủ nhật. Mà chủ nhật thì cũng có hôm buồn buồn thì bia bia bọt rồi, nên là cũng khả năng là hiếm khi chủ nhật, nên mình hôm nào mà hầu như là tuần nào mà có thời gian nó rảnh cái thì mình cũng muốn cố gắng bổ sung cho mọi người cái đó. Thì về cái phần target này thì có gì mọi người comment ở trên cái bài ở dưới đấy nhá. Thì mọi người đừng có hỏi về cái sản phẩm cụ thể nữa, nếu cần thì mọi người hỏi cái cách làm thôi, chứ còn đừng có hỏi cụ thể, bởi vì sản phẩm nào thì mình cũng phải đặt tay rồi, cũng phải suy nghĩ rồi, cũng phải làm rồi, cũng phải test thôi. Từ khi là mình làm rồi thì các bạn hỏi thì mình có thể biết, nhưng mà tốt nhất các bạn nên tự tìm ra target cho mình, bởi vì là cái target đấy thì các bạn phải hiểu cái khách hàng mà, nên là sản phẩm của mình chính bản thân các bạn là phải hiểu rõ nhất, không phải là ai hiểu rõ nhất cái này cả nhá. Thì hôm nay mình tạm dừng ở đây nhá. Đúng rồi, Tần Minh Hòa nói chính xác, của mình phải tự làm thôi, bởi vì là mình nói thật, mình nhiều việc, mình như các bạn thôi, công việc của các bạn là bán hàng chẳng hạn, công việc của mình là phải chạy quảng cáo cho khách, nên là cũng không 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 có nhiều thời gian, nhiều chạy dự án rồi canh như là canh vịt suốt ngày, là nó không 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 có thời gian đâu. Thì mọi người mà hiểu hết thì ấn ok hết rồi, mình chào nhau ở đây nhá. Chắc này cái này nó sắp tự động nó tắt rồi, thì có vấn đề gì thì comment ở trên cái Facebook kia nhé mọi người nhé. Comment mình nói có hiểu được không, hiểu hay không hiểu thì cùng comment mù mịt tên đó cho đó, nha. Chào tất cả mọi người nhé. Thì cái quốc danh thì tí nữa thì có video mình sẽ quay lại cho mọi người nha. Chào tất cả mọi người nhé.